Ơi chào quá nha. Chào quá nha. Thì hôm nay mình đi theo anh Ba đổ xà di. Đợi coi cỡ này nước lên nhiều quá mà có đổ chạy nhiều hay không đây nè cả nhà ơi. Coi kết quả sao đây. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Thì hôm rày mưa bão á, rồi mình không có vô đi đổ với chú Ba được. Thì hôm nay thấy trời cũng trong lên nè, cũng bão chút hoài. Thì mình vô mình đi đổ xà di với chú Ba rồi. Con chào chú Ba ơi. Chào em. Chào anh cả nhà. Bữa nay chú Ba đi với con trai của chú Ba. Tại sợ nhầm khi lúc nó nổi gió nó. Bự chú Ba. Cá gì nó hơi trọng hơn ba hổm. Cá bự hơn hả chú Ba? Cá nó trọng hơn. Dạ. Chút. Nãy giờ chú Ba hái bông điên điển này mình hái mình về ăn hay là bán chú Ba? Dạ. Giờ gặp nó tấp tấp vô vậy đó. Dạ. Sớm giờ đổ được nhiêu cái hả chú? Cũng hai mấy 30 cái rồi đó. Mấy 30 cái. Cũng lấy gai này nha chú Ba, bữa nay chắc im gió là cá chạy nhiều. Nếu mà im gió thì đỡ, còn mà sống gió bên đó đặt bên đây nè. Dạ. Nó đã yếu, nếu im gió thì ở đây chắc giờ như bé hết anh ba. Giờ mấy cái còn mấy cái này cao cao á. Nó nằm ấy đó, giờ mấy cái. Qua sầu. Nước bữa nay là sớm là mình lấy cái cây mình cầm xuống mình đo là tới ngang trứng thủy mình á. Dạ để chào cái xuồng của chú Ba đi bánh. Chống nớ ra ngoài anh Mèo ơi. À, mấy bữa trời mưa bão chú Ba có đi đổ không chú? Có. Dạ. Cũng móc vậy đó. Còn thấy gió quá mà chú cũng đi đổ nữa. Mấy bữa mưa bão đó bị đa số cái nhà thì cá chạy bự không anh? Ồ, cái đó kìa. Này chạy con cá bự rồi nè. Cá thấy nó bự bự hơn đợt rồi ha cha. Từ trong nhà mình chạy vô tới nhà chú Ba cũng cỡ khoảng 7-8 cây số. Mà sớm mình đi sớm nữa nhưng mà cái máy chạy nửa chừng nó không lên nước, bị nghẹt như mấy cọng lục bình đó mình chạy rồi cái nó chém nó đẩy vào trong cái ống nước của máy mình đó. Nó nghẹt nó không lên rồi máy nóng mà mình chạy không có được. Mình quay cho quẹt nó nghẹt ở trong cái ống ra nước này nè. Cái ống này là cái ống lên nước mà nó nghẹt trong đây nè. Rồi mình tắt máy chờ nguội rồi mình mới thổi. Lấy cái miệng mình đút vô cái đầu ống này, mình mới thổi ngược cho nó chạy ngược ra ngoài kia. Rồi mình mới cho máy nó nguội mình mới chạy được. Anh kia cũng có bà con mình hái bông điên điển chắc hái bán quá. Lưới đó lưới ba màng đâu phải lưới cá chạch bắt hay. Lưới cá chạch là không có phao luôn. Lưới đó có phao là không phải. Này cái nào cũng chạy hết. Chút nữa lũi vô chỗ nào mình hái mớ điên điển đi. Chuyện đó là khả dụng không ạ? Chứ không phải ấy đâu. Rồi, có cô với chú này như dân lưới cá linh hay gì hả bác hai ơi? Dạ? Lưới cá linh. Chống chống lại coi chú với cô đó cuốn lưới anh Mèo. Có mấy phần à? Ba phần. Thì mùa nước về á, bà con mình thì đủ nghề hết trơn, giỡn, câu lưới, xà di, lập lương. Ủa, trời ơi, cảm chuyện này. Có
Dạ, chào cô, chào chú. Sớm giờ mình được mấy ký cá hả cô? Dạ, còn mấy cái tay kia? Ồ, dính rồi. Lưới này là chú mua hay là bắt nhà? Dạ. Wow. Cái này giọt nước hay gì hai bác hai dính cột cột à? Này chú dăng về bán hay gì chú ba? Dăng ăn. Dạ. Mà dính gì nhiều quá rồi sao mình ăn hết? Dạ. Ồ, cá chốt đó ngon lắm đó chú Sang. Chừng cỡ 20 con đó mình kho tiêu một cái ha. Ăn banh cái nồi cơm luôn. Ăn hết, ăn banh mười mốt mơ, bữa sau không có nồi nấu. Rồi, con chào chú thứ ba. Đây con ra ngoài kia coi anh kia anh văn lưới. Bữa nay mình để cha đi dưới chú ba luôn, mình đi luôn ha bác hai, chút nữa mình chạy giỏi về luôn. Mấy cái đó mình dời chỗ khác hả chú ba? Ui cái này chạy kìa. Nước nó cũng còn được á. Dạ. Thì con thấy hết bão thì nước nó đo không còn lên nữa. Chú không có khúc trên chấp thôi chú à? Không. Không có chấp đâu. Thấy mấy năm nay nó biển vàng hết trơn. Ra ngoài trống chú ba. Bị cào rồi. À, bằng điện. Này mình giăng câu mồi nhái dính không hả bác hai? Mình giăng mình treo cái câu mình lên nhau cặp 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 này nè chú Sang. Dạ. Nước này không dính hả chú? Với lại bây giờ cỡ này bằng đêm á, ta đi xịt nhiều quá mình giăng đó cá nó cũng không ăn nhé. Giăng ngoài giấy có nước giật. Nước nó gì. Ồ rồi. Cá nào cũng nhiều nhiều cho. Cái nào nó đỡ đỡ. Cái cá nó cúp cúp đây rồi nè nè. Có lấy lấy. Chú ba đang cuốn kia. Cái điểm dừng chân mình nấu cơm hả nè. Chỗ mình ăn cơm bữa hổm hả chú Sang? Hôm trước mình đi gió dữ lắm luôn bữa nay. Mấy cái đó là bị lúc rồi mình tính giờ chỗ khác hả chú? Ừ, lúc. Dạ. Mình đợi cái chỗ cạn mình chờ để nó vô. Thì mồi của chú ba đặt là cái sắc mắm á, với mình trộn với cho mình dắt dắt là mình bỏ vô. Cái nòng ở trên đó là để mình chụp xuống cá nó không lóc lên được hả chú? Cá nó không nhảy ra. Dạ. Đi đi qua đây luôn. Ồ, bông rau muống. Gà đồng là không sợ thiếu rau. Chạy mình hái vừa đi vừa hái chứ mình không có ngừng là mình hái đâu, mà còn được nhiêu. Bữa nay sẽ làm cái món là cá rô đồng mình kho khóm, rồi bông điên điển với rau muống mình sẽ bóp rỗi mình chấm. Cái tướng anh hai nó ngồi nó nổ không có chạy.
có 2 đổ. Chắc có một con hay gì đó. Đúng. Đây một sợi dây luôn. Đây một sợi dây. Nè. Thấy không? Ô luôn. Ô cái này cá bự. Con cá chê ta không đó. Được con cá chê nữa. Giờ hả, được con cá chê chứ không thôi là tiêu rồi, tiếng đồng con là thua. Có cá thôi, nắm cái sợi dây cái rung rung rung. Cá nhiều là nó làm cái gằn liền hả chú ba? Nắm vô cái sợi dây á. Ừ. Bữa nay anh Thên hai gì đó. Tôi thấy mỗi bữa anh chua chết. Sớm giờ mình được nhiều cá. Ở cái sắc mắm đó mình trộn lại với cho mình bớt mình để vô. Mấy còn cái muống này chút nữa mình đập dập dập bóp gỏi chơi. Trộn với bông điện điển. Ồ, oh, cái sợi dây kìa. Nhắm cả nửa ký lắm mà anh. Dịch ở cũng động quá mà sao nó chạy cũng nhiều hết chú ba? Đây là cái hơi cút dịch anh. Nó hơi cút vô đó. Ăn phân dịch. Dịch đẻ nè, thấy con bự bự không hay chú sao? Dịch. Nó quá. Dịch còn nước. Cái chạy dịch của bác hai cũng nước cũng chấp ngập tới luôn. Bữa nay anh hai đâu rồi chị hai? Vậy hả? Bãi này nó còn đẻ nhiều không chị? Vậy nước ngập tới rồi phải không? Phải dời ha. Cái này của chú ba bị lúc luôn đó nha. Ôi, chết cá luôn. Chết luôn à. Có chết cua. Rồi cua nó vô. Cá, hai con cua. Được luôn. Hai con cua, còn cua nữa. Đã nước lên nhanh quá. Vô bão á. Giờ chỗ khác luôn hả chú? Giờ chỗ khác. Cái kia hồi nãy có con cái thì bị lúc á, cái bà con mình không thấy bơ xuồng qua cái bị gớt rồi, gãy luôn. Banh cái lợp anh ơi, không phải banh ta lông anh. Banh lợp, banh ta lông còn gì nữa. Đâu quay xe đâu banh ta lông chú hai. Cái này cũng bị lúc nữa cả nhà. Được một con, hai con. Cái này để cha mình dở thử cái này. Chú ba đang đặt lại một cái phía sau. Ôi ôi. Ú là la. Ừ. Vậy đó, không có con nào trơn nè anh ơi. Cá tươi xanh. Không có con nào có gôi bự bự nha, chắc có liền gan được. Ta lên một nện mà không có. Chú ba đang đặt lại thật thêm mấy cái nữa đó. Thấy biết, khúc này chạy nè. Ai biết ai dở đây. Mày nhóc quần lên luôn. Thì cha mình đổ ra nồi xong để chú Sang đổ ra gỗ rồi mình coi mình lựa mấy cá bự chút mình nấu cơm à. Trước kêu anh hai. Em không bơi mà biết dòm cái bột ghẻ sao. Nó được con đó cũng được đó chứ sao. Con này nè. Mấy con này nè. Đây có cái giọng có cái miếng cái bạc che nè. Chắc chưa mà buồn ngủ vô đó, ngủ cái là mát lắm đó bác hai. Chiêu buồn vô đó gặp chiêu anh nằm lên giọng nó ngủ một cái mát gì. Cá bắt đầu rút vô bờ. Cái đó có cá bự đó bác hai. Bác hai con chui lắm con ơi. Để cho mình đổ thêm cái này. Anh biết chết. Chưa chắc nha anh
Cái này thấy cũng có nhiều nhiều. Bây giờ đố anh tính nhiều ít nè. Ít, ba con. Ba con mấy ông trên ba con anh tính sao? Không biết ba con dở đi đó, nó có ba con, ba con. Đó. Tại vì cũng phải chục con với bác hai. Anh nói thiệt tình luôn. Hai ông kỹ với nhau. Ông này thọt con kia đó, con kia thọt ngọt à. Ba con. Cái này chắc con nghĩ ra chú bà. Cái gì nước lên còn chút xíu nữa lúc cái lên đó là cái đó nhiều đó. Cái này không biết nhiều ít đi mà từ xa mình thấy nó nheo nheo ở trỏng đó. Đó đó đó. Thấy không? Đổ nhiều chụp tức anh hai chơi. Chết không à, ở đây bị chết không à anh ơi. Chục con cho. Trên. Ồ, trên chục. Trên chục. Chục con không? Hơn. Ôi, ta đổ không phải như anh đâu. Nè, anh giờ anh thấy không? Đổ không đổ sao được, con cá chê tụi đâu mới ngon đó. Cá chê hả? Cái đó là nhìn như coi kỹ lại anh ta, coi con cá chê đó nó có mắt không? Chắc nó không có mắt nó mới trùng vô á. Nó mới bị lé à, chứ nó không có mắt còn lé. Hay bông điện điện đi. Thấy này có bông điển quá tốt mà. Mình hái ăn ngớ. Hên được cái bộ bông điển điển này. Cái gì nó cũng hên chứ. Có anh hai anh đi xuông muốn chết. Xuông cho điển nhóc tâm nó xuông. Phải này tôi thấy trước anh ơi. Ý da chào. Cái này chạy chạy nhiều để mình vứt ta. Ờ, chạy cũng đỡ mà. Không có chạy nhiều đâu anh ơi. Bông gì đâu mà nó dài dài ta. Bông này cái cây này giống như cây tơ hết chưa? Bông tơ mà nó bông nha. Dài nó bự. Bông này nó bự cũng như bắt hai vậy. Điên điển này, điên điển gần này chắc là điên điển mình quá ta. Này điên điển mình á, chứ đâu có gần đâu. Cái hạt đi, bông điên điển này nó ngộ lắm cả nhà ơi. Đất mà ở dưới sông, lúc ở dưới sông dưới mà hô mình múc lên cái là bông điên điển là lên liền. Không biết chứ miễn hô mà con múc kinh lên là có điên điển lên á. Mà không biết nó nằm ở dưới phương trời nào luôn. Mà không biết năm nào luôn. Nó vậy đó. Hồi xưa tới giờ. Tính là cái hộp nó cũng lâu hư ha cha. Nằm dưới đất chứ là không mà không hư. Còn múc đất dục lên trên bờ kinh vậy là bắt đầu là có mọc lên liền. Ở dưới giò này, như cái dấu ếch hay gì anh mẹ phải không? Dấu gì ba giò nè. Ba ngón. Bà sợ cá nó nhảy lên đó chú, bà lấy rau muống mình ngồi lên cục mình nhét lên trên cái xà dì của mình. Ô cái đó có con cá hết sức bự luôn đó bác hai. Quá rau muống tốt. Mấy con bùa xích, bùa đang nấu cưa rồi đấy, thì tôi ra cho không ăn. Ôi, ông ăn biết ăn, ăn đi đó giờ, tôi đâu biết ăn. Không có gì gan thì nó dễ. Nãy giờ mình dở mấy cái cặp cái ao sen này, cá bự bự không? Ôi, rồi cái này. Cá.
mình tới cái trước đi. Nôn quá. Cá bự bự. Không có, để người ta đỡ đi. Em đổ là phải có. Liên trí đi. Chà, không có lợi cái trước đổ luôn. Ờ cái này có chơi, nheo dữ lắm luôn à. Không, sợ đổ không có, bắt hai cừ ca đó con. Cho cái vỏ mình nó trong luôn đi cha. À, hồi chú ba cặp ngoài, chú ba đặt lại. Ở đây ha, có cái móng của ai chơi rồi giống cái móng của mình với cha. Phải không? Hả? Đâu? Hả? Đó, 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 đó. Đó đây nha. Vớt cái móng rồi chú ba để dành tát nước xuống. Tới chút, tới chút coi, tới chút coi. Tới viết đi. Ba con. Gì ba con? Cái móng nó còn im lắm á. Có dạ có rồi con có rồi. Chú ba lên tắt nè. Nè dở nha. Ủa, hai ba con. Ồ. Dữ lắm luôn. Anh hai ơi, giờ thấy đẹp không? Rồi. Đổ lấy hơn vậy không thấy gì. Ba cái đó chắc 1 ký quá chú ba. Ba cái 1 ký. Ba cái đừng gì thì đừng ký á. Hôm trước mình đi mình đem theo cái lò xô mà gió quá khó nấu, chuyến này mình đem theo cái bếp ga mini á. Còn mình đi bên đó một cái kìa cha, sẵn qua bên đó luôn. Đâu? Đó. Cái cặp đất cành hai chơi. Chơi luôn. Cái đã có nữa trời, còn thấy nhiều nhèo trong nữa. Đây hình như có bà con mình hái rau muống hay gì đó cha, thấy quằn quằn trong đó. Quằn cái đám rau muống. Ủa, cái chỗ đó nuôi gì hết ta? Cái này chú ba không có đậy ở trên. Cái này chắc không biết trao đây nè. Không có đậy sao nó nhảy hết trơn. Sợ nó nhảy hết coi. Nếu mà sao thấy im ru vậy ta. Chắc thua anh hai quá. Thôi dở lên coi. Chưa chắc đâu anh. Cái này cũng cá bự không. Còn toàn còn toàn. Hên là nó hên anh ơi. Hả? Chịu thua chưa? Bò buồn hiu rồi. Đủ chưa? Đủ rồi đó ba bóng hai ơi. Thôi. Đâu mà cá sớm giờ bắt hai lửa là mới cá bự nè. Nhìn đây mà. Còn một con nào nấy uống không ơi. Điều gan hả chú sao? Điều. Cỡ một. Cái này chiên xù thôi khỏi chê. Nói gì khó là nó không nhiều à. Mình cá gô mình kho khóm đó nha. Chú ba đang đổ cái kia. Cha mình chuẩn bị đổ cái bên đây nè. Bắt đầu mặn thôi. Điện. Ồ cái này chắc không có quá trời, con thấy không nhiều nhiều à. Cái này chắc không có. Chắc bắt hai con mới qua cho bên xuồng mình nó xui. Xui thiệt quá. Con thấy không có nhiều nhiều à. Có là mình lại ra. Thiệt không nghe gồ gồ cái gì trơn thiệt. Ồ, trời ơi, được đâu có. 5 con, 6 con. 6 cá. Bây giờ mình nấu ăn cả nhà ơi. Cha cho chú Sang lạc bông điển. Cái này chưa. Để dầm ngang đó chú Sang. Rồi luôn. Mình đi bữa nay không có gió. Không gió thì máu nấu mau con. Có gió thì nó. Chú ba đang chống bên đó đang giờ mấy cái xà di lên trên cao là để nó ngập lúc hết rồi. Đây cái chậu cá của mình sớm giờ mình mặn xong rồi. Đó, bây giờ chậu cá xong rồi. Đó, mình kho với trái khóm đó. Đây trái khóm. Kho khóm. Mùa nước thì nó non mà nó mì. Ngắt nghe bụp bụp hả chú ra. Trong nào cũng lấy bành cây. Nó có ba cái nước mà đổ á, cũng như là cái nước phù sa. Bắt đầu cái nó dược dạ. Nổ với nước lên nhiều nào nó không lấy nổ vậy. Thì nó dược theo nước á. Mà em thấy không, cũng như thí dụ như con cá cũng vậy. Khi mà nước lên nhiều thì con cá nó lại mập nhiều à, mà tới đông khô rồi là con cá nó ốm lại liền. Rồi có cái cọng rau muống mà ở dưới nước mà nó đi lên, nó đi thẳng lên là, nó chọt chọt lên ha. Rồi là nó không có lá. Lá con chớp ở trên mà ở dưới nó non ghê lắm.
tại vì nó chắc nó lo phượt lên đó cho nên nó không có ra lá. Cái đó là sao? Dạng theo nước đó con ơi. Dạ. Đứng sững luôn mà ở dưới nó non eo à. Lớp nó màu quá nha. Mình ngồi ở trên chiếc vỏ. Nói chung là mình muốn di chuyển ở chỗ nào thì cũng rất là khó. Và chịch là nghiêng chút chút xíu nữa mình để cái nồi cái chảo này lên là ngồi tại chỗ luôn. Được một. Này bây giờ mình để mình quên đem tấm thớt rồi, mình lấy cái đít dĩa này mình sắt ra. Bắt lên cho săn đi, để cho mắm vô. Mình xèo à, dễ bớt lắm. Nó non. Thì cái nước đó là nước sạch đó, mình đem theo á, rồi mình để vô miếng muối, rồi mình bóp rau muống để vô, rồi mình bóp mình nhồi cho nó ra bớt cái mũ á, với nó sạch. Em chai. Nó chặt đây thì là mình rửa lại nước đó. Nó giòn dữ hả chú sao? Bụp 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 bụp. Có thiếu thì mình cặp xuồng mình qua bên đây mình hái nữa. Không bao giờ thiếu đâu. Giờ mình để cá cá lên mình nấu. Khớm vô luôn. Cho khóm cho nước vô luôn cả nhà. Tại vì cá này mau chín lắm, mình để khóm vô cho nó ra cái nước khóm á, ngọt, nước ngọt đó. Ngon. Như này hay là lục quá. Không quen lục chục. Con. Coi. Chú Ba cũng giờ mấy cái xà di cũng còn được vài chục cái nó mới gọi hả chú Ba? Dạ. Mà nó lúc nó lúc có cái thì nó nổi lúc á. Dạ. Cái là lúc mình nghĩ đạo đổ. Mày móc một cái nó bay lên mình bỏ mồi lại. Cũng như mình để đó đi chờ nước giật xuống rồi bắt đầu mình bỏ mồi vô mình đi thăm tiếp. Mắm nữa hả? Hả? Bỏ ớt không? Nó vậy đó. Bên cây gạo nó có cái ổ chuột. Chắc ớt coi. Rồi. Hai múc cho miếng nước luôn. Ý. Ý. Nguy hiểm quá. Cái gì vậy? Dính keo hay. Để một cái ăn cơm không luôn à. Rồi. Bữa nay Hào ăn cơm với anh bữa nha. Anh chưa có đóng. Chưa đóng. Cơm với anh bữa đi. Cơm nhiều lắm. Rồi tắt ốc ra. Tắt đi. Cũng chín rồi, giờ mình để ớt với hành vô cho nó thơm. Thấy hấp dẫn lắm đó nha. Chắc hết nồi cơm thiệt đó. Hành mình sao bữa nay cộng còn nhỏ nhỏ không Vinh không? Hành mình tại nó rửa luôn. Cộng bự ăn hết hay còn cộng nhỏ? Mình ăn cộng bự trước rồi cộng nhỏ sau. Để tiêu. Nãy giờ nhà phía trước mũi cha mình đang làm cái món à, cái muốn chụm gỏi bông điển à. Múc vô đây thôi mình. Gỏi về cha trộn cũng xong rồi, giờ đâu mình móc ra dĩa. Đi bữa nay không có đem cái tấm thớt theo cả nhà ơi. Thành ra không có đập được nha, cái này bóp không. Bóp tay. Bóp bóp cũng ngon vậy. Cả nhà thông cảm. Rồi cho cá tô thôi. Quá ngon cả nhà ơi. Cá này thì mình để cái đầu ăn rất là ngon. Cái đầu nó mềm dữ lắm. Bỏ cái đầu là uổng, là bỏ hết con cá luôn á. Ai nấu hay tờ vừa tô luôn tờ. Cá nghe bóc hả? Sáng giờ cá tô của chú Ba. Chắc hơn 10 kg hả chú Ba? Hơn 10 kg. Nếu mà lợp mình không lúc là bữa nay dám có cả 20 á. Tại bữa nay chạy mạnh. Chạy mạnh mà ít lợp. Dạ ít lợp là lúc đó nè. Giờ mình chuẩn bị cái chỗ để mình ngồi mình ăn cơm. Khoan hai. Nó chén lên không cò. Khoan. Rửa đi. Còn ngon quá.
Em Hào sáng đi có sáng sớm mà chưa có đói bụng cho nên giờ mình chỉ dùng em không có dùng cơm. Ở nhà thì bây giờ mình cũng nấu cơm cũng xong rồi. Cái này bữa nay cá rô mình kho khóm, rồi rau muống với bông điên điển mình bắp gỏi. Vậy mời cả nhà, mời anh ba, anh hai đồ cùng dùng. Rồi mời cả nhà dùng cơm. Rồi mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà làm cơm sáng. Coi thử coi mình bắp gỏi có ngon hay không nữa. Anh hai nó chê nó chết luôn. Trời đâu lên tiếng tao ăn thôi. Tấm mắm rồi, rất là mắm. Rồi mặn như vậy. Tấm mắm rồi. Chú ba mổ cũng lâu rồi mà tới giờ mình vẫn còn cử hả chú ba? Không dám ăn. Dạ mình không dám ăn. Chú ba lúc trước bị bệnh bao tử. Rồi chú ba bị mổ bao tử cho nên giờ dùng khóm không được. Mổ bao tử, lát bao tử. Dài miếng mà gỏi rau muống bông điển thao cái miệng. Ngon. Trộn hai ông trộn hai ông chăng ơi. Để mà khen làm thử đi, làm thử đi. Hai ông trộn dạ. Hai khen anh luôn. Em không có khen đâu anh ơi, cứ trang ngó thôi. Làm thử đi, bước liền ha. Khóm ngọt không chưa chú Sang? Khóm ngọt. Khóm này của mẹ vợ con trồng nhà hái hôm qua đem ra hôm qua cho anh trái. Còn cá thấm đường cá cũng ngọt luôn. Không biết sao cho trồng hoài nó không ra trái gì chứ. Ra được có trái rồi, thêm được trái nữa, không biết chừng nào ra ăn trái nữa. Đó thì đất không. Nó cũng khó trồng dữ ha. Không cũng có trái chứ à. Nó như con thấy phái đất phèn á trời. Khóm á. Đất phèn chừng nào trồng nó trái nó nhiều chừng đấy, trái bự. Nó phèn và phát mặn. Nó dùng đất mà lên. Khóm này dùng những thứ là ta cầm nhiều, đi đất trồng là nó mặn. Chậm trái thôi chứ nó cũng trái bình thường. Nó dùng gần biển để trồng khóm này không? Ừ, bởi nó không chịu nước mặn. Mày ngon quá. Cái mùi cá con khóm mà con ngồi ở đây mà nó còn bay tới. Thấm khóm nó ngọt, cá nó mềm á, mình ăn nguyên con không à. Cái này con cá mùa này thì cái đầu nó rất là mềm cho nên mình để đầu mình ăn. Với lại nhầm khi tùy theo sở thích, nhầm khi như mình thích ăn như xương á thì thường hay ăn mấy cái đầu cá rô ngon, mình mặn mình bỏ uổng lắm. Chứ không phải như mình hạ tiện này kia cả nhà. Người thích ăn này, người thích ăn kia, vậy mới hết con cá được. Cá mùa này chỉ cắn ngang nhai thôi chứ không có lấy xương lấy gì chứ. Nó mềm không chứ, xương nó cũng mềm theo luôn. Xương gì cũng mềm chứ. Cắn ngang nhai rồi. Cá mùa nước nó mềm sẵn rồi. Thôi. Gì nó cũng mềm. Quả cá rắn còn riêng nó hai rồi là cá con nó tính từ. Nó đầu là bỏ đầu chứ. Nước biêu này mấy cái bạn dặn lưới đấy chắc là dặn lưới cá trắng quá. Có cao cao đó. Dạ, cá mè dinh nãy con thấy dính cá mè dinh với có lý đó. Chứ cá dảnh. Hôm trước là mình ăn cơm sống nhấp nhô bữa nay mình ăn cơm thấy phẳng lặng quá. Im lặng mới nguy hiểm đó con. Mưa hả cha? Sống mà không mưa. Có gió hoài không mưa. Trời mới lạnh. Chút nữa bắt đầu không lạnh cho mình run luôn. Mình cũng gần rồi chút xíu nữa xong rồi mình hiện máy chạy về. Trời, buổi sáng bữa nay cũng đỡ trong veo không có mưa. Mây núi rồi. Bão rồi số 5 sắp vô tới nữa. Đó, vậy hả? Dạ. Đang ở ngoài biển Đông. Mới số 4 vừa qua giờ tới số 5.
Bữa hổm đi đổ với anh ăn bữa với xuồng, bữa nay mình ăn được một bữa nữa là hai bữa. Nói vậy chứ cái mùa nước nổi mà đi xuống đậu theo bóng gáo rồi ăn cơm rồi vậy chứ nó ngon lắm. Ngon. Mát mẻ lý tưởng. Cái chuồng này của anh là bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu lắm rồi đó. Thì mình thấy chắc cũng hồi lâu rồi. Lâu lắm rồi. Ông xài rồi, bây giờ ông già ông đi xài tới ông để đó. Heo mà mình suy nghĩ ra thừa từ 30 mấy 40 năm chứ không có dứ. Giờ ở dưới khung cơ đâu có để chuồng ra được. Ra giờ bỏ gỡ này. Thôi nói nha ông già vợ ơi, bây giờ ông không xài để lại cho con xài. Sáng giờ mình dùng cơm xong rồi, đầu theo chú ba đổ thêm mớ lợp nữa, với đặt lại mấy cái lợp cũ. Cái lợp đó nó bị lúc đó, mình giờ lên cái chỗ nào cao cao lên. Cái này mình đổ giáp rồi, đầu con lát mình quay đầu trên mình đổ lại. Làm hoài. Cái này chú ba nói chắc không có. Ủa sao kỳ vậy chú ba, không có con nào luôn. Chắc bị gãy gãy gì á. Thì mùa nước về á, về nước lớn về thì cá nguồn thủy sản về nhiều, nhưng mà bù lại cũng thiệt hại cho bà con mình cũng nhiều nữa. Nước cao lên cái sóng lớn á, lỡ bờ cây chốc gốc, đằng kia cây mít nữa. Mấy cây này mà vài bữa sống nữa là cũng lỡ luôn mấy cây này hết luôn đó chú ba. Lú gãy ra luôn. Còn con chú ba. Cây bên kia cũng còn có xác cái gãy cây luôn. Cô nói chắc mấy cái mít này chắc tới nước giật xuống chắc là rồi lỡ hết luôn đó nha. Ổn quá ha con. Dạ. Này cô lấy ba cái rau muống cỏ đó đó, tắn vô đỡ lại. Giờ nếu mà không dông thì không sao, trái thôi. Dạ. Thì nó đập vô cái thứ gì chịu nổi. Đây, trái này có cây này có trái bự luôn. Trái này có nhiều nè anh ơi. Nhiều. Khúc này con thấy chú ba đặt dày hơn mấy cái trên kia. Đây, khúc này chậm sao rồi. Sao rồi. Cái này không có nữa mình giọt luôn. Ồ, 5-6 con. Sao ông đang bỏ xuống luôn rồi anh? Giờ mình cũng về tới cái bến của chú ba đầu xuồng. Bây giờ mình ra xúc cá rồi. Quá thuận thôi. Cái này con nghĩ chứ cũng từ 17-18 kg á chú ba. Đó, cái đó nè. Ở đây là chụp cọt à. Đây mấy ký à? Đây, 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 đây. Đây, đây, đây.
cỡ 9-10 kg. Mình được một sọt nãy với nhiều nữa anh. Cỡ cũng 16-17 kg. Tắt nước vô. Mấy cắm cũng có mày đáp rồi nè. Xíu nó chắc có mưa. Giờ mình tranh thủ mình chạy về. Rồi giờ chào chú ba, con về luôn chú ba. Hẹn chú ba là đợt đợt sau con vô nữa. Dạ. Giờ mình chạy là kia là đẩy vỏ vô ra ra ngoài sông hết được. Chào cả nhà. Có bữa hổm đi nước không có ngập vậy nè, bữa nay nước ngập vậy đó cả nhà ơi. Bây giờ xuồng. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà ở video sau luôn nha. Phúc lên. Dạ dạ.